Hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube Vũ Kiện Nam Vlog của mình ha. Mình là Nam ha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một cái chủ đề này. Thực ra chủ đề này mình không nói, nhưng mà mình cũng thấy là nhiều anh chị tin tưởng mình, có comment đặt ra câu hỏi trên cái kênh của mình, nên mình giải đáp thôi. Tại vì khi mình làm một cái chủ đề nào đó mà mình đụng chạm tới cái miếng ăn của người ta, đụng tới bát cơm của người ta, thì chắc chắn là các bạn sẽ nghĩ là có giống như là mình đang gây thù chuốc oán á các bạn. Mặc dù mình biết cái điều đó là điều mà nó đang làm sai, nó đang làm trái, nó đang lừa bịp, nó đang lọc lừa, nó đang kiếm tiền bất chấp mà nó mất đi cái đạo đức luôn. Nhưng mà bây giờ chúng nó đông quá. Nó đông đến mức độ mà từ cái kênh review bé cho đến cái kênh review lớn, nó đều mang lại cái lợi nhuận cho nó. Nên nó vẫn tiếp tục nó căng ạ. Mà bây giờ mà mình đi bóc phốt nó nữa thì có khác gì mình tự đi lấy trứng chọi đá đâu. Mình lại tiếp tục gây những cái thù chuốc oán cho bản thân mình. Tuy nhiên mình, như mình nói rồi, mình sống không phải là cái nghề YouTube hay là cái nghề quảng cáo sản phẩm bán để ăn tiền, nên cái chuyện đó không có quan trọng. Mình xuất thân từ cái người tiêu dùng, và xe này xe thật của mình bỏ tiền mình mua chứ không có ai cho mình. Dĩ nhiên là mình sẽ làm tất cả những cái gì bảo dưỡng chiếc xe mình nó phải tốt nhất, đúng không các bạn? Do đó những cái gì mình sử dụng là xuất phát mình là người tiêu dùng. Ok chưa? Yeah, rồi ok, hôm nay thì mình sẽ làm một cái chủ đề. Thì trước khi mình nói về cái chủ đề này, mình chỉ với các bạn cái này là cái gì các bạn. Cái nắp bình xăng. Xe mình là xe động cơ máy dầu diesel thì là nắp bình dầu, đúng không các bạn? Nếu mà xe các bạn là xe máy xăng thì cái nắp này là nắp bình xăng. Thì mình nói lại, nói chung là bình nhiên liệu của động cơ ô tô ha. Thì các bạn thấy cái sự quảng cáo rất là rầm rộ, bắt rất là nhiều cái kênh review lớn nó ca ngợi, là tại vì các bạn biết những cái kênh review lớn nó có một cái ekip, và trước khi nó tung một cái sản phẩm gì ra ngoài thị trường, nó phải có một cái kịch bản rất là hay ha. Mà những người mà không am hiểu về xe thì làm sao mà hiểu được. Mình xuất thân từ cái lò xe ra mà. Mình xuất thân từ cái lò của, cũng là một trong những thằng đại lý bán xe ủy quyền của Mitsubishi ra mà các bạn. Hết tầm 15 năm trước mà các bạn. Mình từ cái lò đó ra, nên mình không có lạ gì. Và sau khi mình xuất thân từ cái lò đó ra, rất là nhiều cái đối tác business kêu gọi mình hợp tác, là mình sẽ đứng ra làm những cái kênh quảng cáo về những cái phụ gia đó cho nó với mức chiết khấu rất là cao. Nhưng mình từ chối ngay. Tại vì mình thừa biết những cái chất đó không có tác dụng. Mà mình đi lập một kênh YouTube mà mình đi ca ngợi thì mình là việc làm rất thất đức các bạn. Đây, bình xăng nhiên liệu. Làm chủ đề này không hứng nói, nhưng mà cũng phải nói. Tại vì các bạn tin tưởng mình, đặt câu hỏi cho mình thì mình mới trả lời. Tâm lý cũng vậy. Ai cũng muốn cái xe mình là được bảo vệ, bền bỉ, đúng các bạn? Nhưng chính ở cái chỗ tâm lý của mình muốn chiếc xe bền bỉ, mà những cái bọn làm ăn gian dối nó mới khai thác được cái điểm yếu đó. Nó phát triển được một cái dòng sản phẩm, mà không phải phát triển mà nó đánh vào đúng tâm lý. Nó tạo ra một cái dòng sản phẩm chứ không phải phát triển dòng sản phẩm. Thì như thế này, mình cũng không muốn nói làm sao đây. Một cái đề tài phụ gia xăng động cơ là gì và có nên sử dụng hay không. Thì mình sẽ kể các bạn nghe câu chuyện này. Cách đây khoảng tầm 20 năm về trước, chứ không phải bây giờ mới có cái những cái phụ gia mà sử dụng cho động cơ ô tô đâu các bạn. Nó đã có từ 20 năm về trước, và nó đã lọc lừa từ 20 năm về trước rồi. Nhưng mỗi thời đại nó sẽ lọc lừa biến tướng một kiểu khác nhau. 20 năm về trước, nếu ai có biết được cái phong trào là sử dụng chất xúc tác tiết kiệm nhiên liệu dùng cho xe máy, nếu ai đã từng biết về 20 năm về trước, cái trào lưu đó, tiếp thị đó, nó len lỏi về từ những vùng quê, những cái vùng quê rất là bình yên, nhưng mà cứ hẻ ra những cái chỗ tiệm sửa xe gắn máy. Tại vì các bạn biết ở quê mà, đa số
của xe gắn máy đều là những gara, không phải hồi đó không phải gara, xe gắn máy gọi là cửa tiệm Honda đó, quen cùng trong xóm, trong làng. Thì cái bọn tiếp thị đó đó các bạn, nó len lỏi về những cái vùng sâu vùng xa, nó làm quen với những cái cửa tiệm sửa xe gắn máy đó. Nó bán những cái dung dịch, những cái xúc tác, những cái viên đó, gọi là những cái viên mà gọi là tiết kiệm nhiên liệu. Sau khi mình đổ xăng xong, một bình xăng mình cứ cho một viên đó vào, thì ví dụ bình xăng của mình chạy được 100 cây số thì cái viên đó nó sẽ giúp cho mình chạy được tới 120 cây số nó mới hết nhiên liệu. Thì nó sẽ làm một cái bài toán rất là kinh tế. Ví dụ để mình chạy thêm, mình ví dụ thôi nha, còn cái con số mà nó tăng giảm thì tại cái thời điểm đó giá đồng tiền nó khác bây giờ, nên mình chỉ nói ví dụ để mình hình dung như thế này. Ví dụ bạn sẽ bỏ ra là muốn đi được thêm 20 cây số, bạn phải mất thêm 20.000 đồng. Nhưng với một viên này, bạn bỏ ra 5.000 đồng, bạn cho vào cái dung dịch nhiên liệu, tức là xăng của xe gắn máy, thì bạn có thể chạy cũng được thêm 20 cây số nữa, nhưng mà không phải thêm xăng, mà mua cái chất xúc tác đó vào, chỉ cần 5.000, có nghĩa là bạn đã lợi được 15.000. Đó, đó là cái bài toán mà nó dẫn dụ, nó đưa ra rất là hay. Và cái cùng thời như mình hồi xưa đó là bố mẹ mình, cô dì chú bác và rất là nhiều người cũng bị lừa. Cứ mỗi lần mà đổ bình xong thì cho một cái viên tiết kiệm nhiên liệu 5.000 đồng vào. Thì nó sẽ bán cho mình từng bịch đó. Nó le lỏi về hết tất cả những vùng quê. Mà ai nói thì mới tin. Xin thưa các bạn, chính là cái thằng chủ sửa xe gắn máy nó nói thì mình tin, đúng không bạn? Nhưng sau này cái chiêu đó nó hết ăn rồi, bởi vì mỗi trào lưu nó chỉ ăn được kéo dài tầm 1 đến 3 năm thôi, khi cái người tiêu dùng sử dụng không thấy hiệu quả và người ta bỏ, thì lúc đó nó sẽ chuyển qua một cái dạng cao cấp hơn. Và đến thời buổi bây giờ, thời đại 4.0, 5.0, thời buổi mà công nghệ thông tin bùng nổ, tất cả những cái chiêu trò quảng cáo không còn phải đi đến từng cái cửa tiệm xe gắn máy mà để nó tiếp thị, mà nó dùng internet nó cái tiếp thị, nó thông qua những kênh YouTube lớn của những reviewer lớn, nó làm có bài có bản. Mà bây giờ cái xu thế bây giờ, người dân Việt Nam mình ngày càng phát triển kinh tế, ai cũng sở hữu cho mình một chiếc xe ô tô. Do đó người ta còn không quan tâm tới vấn đề mà lợi xăng hay lợi nhiên liệu ở cái xe gắn máy nữa, mà người ta quan tâm tới cái lợi ở chính cái ô tô này. Mà lợi ở ô tô này là nằm ở chỗ nào? Cũng xuất phát từ cái tâm lý mình muốn bảo dưỡng giúp chiếc xe của mình được bền bỉ theo thời gian. Một chiếc xe thì nó có hai cái phần. Phần là không thể gọi là không thể mà gọi là sửa, mà gọi là phải thay thế, khấu hao theo thời gian. Và những cái gọi là vệ sinh bằng cái phương pháp truyền thống, mà mỗi lần vệ sinh bằng những cái phương pháp truyền thống thì rất là mất công, mất thời gian, phải mang ra những cái gọi là những gara mà nó có đủ tay nghề, nó mới vệ sinh được bồn đốt, nó mới vệ sinh được kim phun, đúng không bạn? Thì nó đánh vào cái tâm lý của người tiêu dùng là không cần mang xe ra vệ sinh bồn đốt, mà không cần mang xe ra chỗ xin lỗi có người đi ây da, là nó không cần cái vệ sinh bồn đốt. Dạ vâng. Có chú kia đi ngang qua đang tính quay mà mấy chú qua cái nói sợ rồi mất tự nhiên. Rồi mình sẽ nói nhanh. Thì cái tâm lý của mình là mình không cần phải làm những công việc cầu kỳ đó, phức tạp đó, đúng không bạn? Thì mình mua cái dung dịch quảng cáo là xúc tác giúp làm sạch động cơ, làm sạch kim phun, đúng không bạn? Thì cái chiêu nó cũng như vậy thôi các bạn, về nguyên lý cơ bản. Nên mình không muốn giải thích đi sâu vào chuyên môn đó. Và mình sẽ nói cho các bạn biết cái tác hại
nhà tắt lợi mình nó không có lợi, hoàn toàn là không có lợi luôn ha. Xe mình, gia đình mình có những chiếc trên mười mấy năm, gần 20 năm không cho bất kỳ chất xúc tác gì đó vào, nhưng xe bên mình nó có bị cái gì đâu. Chỉ cần vệ sinh cái gì, chịu khó thay lọc gió động cơ thường xuyên, chịu khó thay lọc nhiên liệu đầu thường xuyên, hết thôi các bạn, đúng không bạn? Còn bây giờ bạn cho thêm cái xúc tác vào trong cái bình nhiên liệu này, nó sẽ phản tác dụng mà nó cực kỳ nguy hiểm. Cái xúc tác đó nó như một cái liều thuốc độc. Nếu mà cái nhà, và mình khẳng định các bạn, không có một cái nhà sản xuất ô tô xe máy nào khẳng định cái chất xúc tác đó có tác dụng làm sạch động cơ. Họ không khuyến cáo, nhưng họ là không dám lên tiếng để ngăn cấm đại lý cho khách hàng sử dụng cái đó. Thì như những video kế tiếp trước mình đã nói rồi, thằng sản xuất ô tô nó muốn bán được hàng thì nó cần phải đại lý. Nếu nó đi bóc phốt cái thằng đại lý nữa thì thằng đại lý có hợp tác với nó để bán hàng cho nó không? Chắc chắn là không. Do đó nó mặc kệ, đúng không bạn? Và cái chất xúc tác đó nó là một liều thuốc độc, nó bán thuốc độc cho bạn để bạn uống vô, bạn nhanh ngộ độc và bạn phải nhanh mua thuốc giải nha các bạn. Chất xúc tác phụ gia đổ vô nhiên liệu xăng dầu động cơ ô tô nó là một chất độc. Các bạn bỏ tiền ra mua chất độc để các bạn bị nhiễm độc, xe của bạn bị đầu độc và lúc đó xe bạn bị hư và bạn phải chạy vô gara vào đại lý ủy quyền để bạn sửa chữa cái hư đó. Nhưng khi bạn mang xe vô sửa chữa cái hư đó, nó đổ lỗi là do bạn đổ dầu tạp chất không nguồn gốc xuất xứ từ bên ngoài, chứ nó không thừa nhận là do chất xúc tác đó gây ra. Đây, mình cho các bạn xem một trường hợp cụ thể. Rất là nhiều xe mới tuổi đời mới có 2 năm, 3 năm chạy mà đã bị nghẹt hết, nghẹt hết cái bê bám, những chất cặn bã nó đã bám sạch hết trên cái thành ống dẫn nhiên liệu và xe nó không có đủ nhiên liệu, nó nghẹt hết cái lọc gió, lọc giờ nhiên liệu luôn, và cuối cùng là xe đi bị chết máy, giật cục chết máy. Khi các bạn giật cục chết máy thì các bạn mang vô trong hãng, hãng nó sẽ thay cái bơm xăng, nó đổ lỗi là hư bơm xăng, nó đổ lỗi nó thay bơm xăng, nó lại có tiền, đúng không các bạn? Đó, đây nói nhiều không có tác dụng, bằng cách mình share luôn cho bạn cái hình ảnh cụ thể. Đây là cái chiếc xe này mới tuổi đời có 3 năm mà đã cuối cùng là dơ bẩn động cơ rồi dơ bẩn xăng đóng cặn rồi kinh khủng luôn, rồi cũng nó đưa ra giải pháp là phải bỏ đất đâu 12 triệu đồng để thay gọi là bơm xăng, làm hư cả bơm xăng luôn, nghẹt hư cả bơm xăng luôn. Thì chính là chính chất xúc tác đó các bạn, chất xúc tác mà nghe quảng cáo làm sạch động cơ đó. Thôi không nói nhiều nữa, mình show cho các bạn xem nha, mình show cho bạn xem những cái hình ảnh cụ thể đây. Ok ha, bạn cứ xem đi rồi bạn muốn xe bạn nhanh hư thì bạn cứ đổ nó vào nha, chứ đừng có nói gì nữa, đừng có hỏi mình những cái câu hỏi đó nữa. Và những cái kênh lớn mà review nó quảng cáo thì kệ nghề của nó, mà nó đâu có phải làm nghề như mình đâu, đúng không bạn? Nó làm nghề như mình thì nó đứng vào góc độ người tiêu dùng rồi, còn cái nghề của nó sống bằng cái nghề đó mà, đúng không bạn? Một khoản lợi nhuận cách xù mà, tiếc gì một gia đình có bao nhiêu chiếc ô tô mà bao nhiêu người cho cái chiếc đó đổ cái dung dịch đó vào, thì các bạn nhân lên coi mật độ tiêu thụ sản phẩm nó bao nhiêu, đúng không? Một con số đó cách xù và nó không cưỡng lại. Rồi trước đây mình cũng đã từng có một đơn vị đối tác muốn mình phát triển một cái nhánh về cái dòng sản phẩm xúc tác đó, nhưng mà mình thấy nó không hiệu quả, mình không sống thất đức được. Bye bye, tôi không cần ha, tôi có nghề của tôi. Ok, mình kết thúc clip.